Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 dự đoán may mắn trong sự nghiệp. Những người đang làm kinh doanh sẽ có tài lộc theo cách riêng, vấn đề thực sự duy nhất là với các cặp vợ chồng, bạn không cẩn thận sẽ có một bên thứ ba tham gia. Bạn phải xử lý nó cẩn thận để không làm tình hình tồi tệ hơn. Tài chính thì bạn cần phải xử lý tiền một cách khôn ngoan. Tử vi tuổi Canh Tuất sẽ rất may mắn trong sự nghiệp năm nay. Hãy cẩn thận với những mối quan hệ giữa các cá nhân để tránh xúc phạm một số người. Bạn rất dễ gặp phải những trò gian lận tiền bạc, vì vậy đừng có ảo tưởng về các dự án năng suất cao. Bạn dễ bị tai nạn, do đó hãy cẩn thận khi lái xe và đừng mệt mỏi khi lái xe. Tuổi Tuất sinh năm 1970, nạp âm ngũ hành là Thoa Xuyến Kim, đa phần là người nhanh nhẹn, lợi quan cận quý, chăm chuyện như ý, là người sống cần kiệm để lập nghiệp về già có phúc. Vào năm Canh Tý, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh, nên trong năm nay, mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh đường ruột, nhất là những bệnh có liên quan tới đại tràng. Năm nay, có nhiều áp lực từ phía gia đình khiến bạn cảm thấy buồn phiền, nhưng chỉ cần bạn tích cực đối mặt với công việc, cuộc sống, những áp lực đó sẽ biến thành động lực. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để đầu tư bất động sản. Canh Dương Kim gặp Canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm này thì các gia chủ tuổi Canh Tuất cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra thì cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh ra đà vào công việc, khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có được nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được mức phát triển lớn trong sự nghiệp. Về tổng quan vận hạn của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 vào năm Canh Tý, sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng là 51 tuổi, bị sao Vân Hán chiếu mạng, hạn Thiên La và vận niên chư phùng hỏa. Sao Vân Hớn chiếu mạng đàn ông hay là đàn bà gặp phải sai em này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp tai tinh, bị kiện, thưa, bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy, người mà bị sao Vân Hớn chiếu mệnh cần phải cẩn thận trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bóp. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe, tâm lý. Người gặp Hạn Thiên La thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh và vận hạn của năm 2020 của tuổi Canh Tuất nữ mạng. Trong năm 2020 là 51 tuổi, bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn Diêm Vương và vận niên chư phùng hỏa. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này thì có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật, về mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình. Cần đề phòng gặp nạn về công danh, sự nghiệp. Hạn Diêm Vương thì bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, tài sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm thì nếu không được chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đốn chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Phương án thứ nhất, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, ất hợp với canh hóa kim vào những tháng dần, mão, tỵ, thân, dậu, sửu, tức là tháng 1, 2, 4, 7, 8 và 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là ất, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Canh như là ất Mão, ất Hợi sinh năm 1995, ất Tỵ 1965, ất Sửu 1985.
tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, đó là Dần, Ngọ, Tuất, Hóa, Hỏa vào các tháng Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng Tư Nhuận và tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với mệnh chủ tuổi Dần thì sẽ chọn ngày hoặc giờ là Ngọ, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành ngày hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Ngọ thì sẽ chọn ngày giờ là Dần. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ là thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Thân sinh năm 1968, Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Thân sinh năm 1980 và Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Ất Sửu 1985, Tân Sửu 1961, Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973 và Kỷ Sửu là năm 1949. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Canh Tuất sinh năm 1970 là Mùi, bao gồm tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Ất Mùi 1955, Tân Mùi 1991, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, Kỷ Mùi 1979. Do Tuất Thìn là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Thìn. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Tuất Mão thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi để kết hợp cũng có thể sử dụng. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến vận động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi, công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ là thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân sinh năm 1980, Mậu Thân sinh năm 1968. Vị trí cung tài lộc. Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để có thể kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý. Do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên ở các vị trí này thì mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến kim lâu thì năm Canh Tý 2020, gia chủ 51 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ là 51 tuổi nên phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, năm mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới thì gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mệnh, năm nay sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ.
Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí của từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đối với nam mạng Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ thuộc cung Chấn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Trạch Đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, hướng Nam Sinh Khí. Ngoài ra thì cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là hướng Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát và Tây Bắc là Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ là cung Chấn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên và Nam là Sinh Khí. Ngoài ra thì cần tránh bốn hướng xấu đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát và Tây Bắc là Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài, tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tự tuyệt, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm phải lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Xây nhà ở hợp với hướng được sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng Đông, tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này thì rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng này được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận đạt, may mắn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người thờ thần tài với mong muốn là nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán, việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh.
Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí thì cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát. Về cát sắt thì đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất thường sẽ đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình lên. Theo quan niệm của dân gian, từ xa xưa tới nay thì cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh. Ví dụ như là cây kim ngân. Theo quan điểm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người mang mệnh kim. Ngọc ngân thì còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe, vững bền trong sự nghiệp. Lá cây thì hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 thuộc mệnh kim. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ áp dụng được đối với các doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.